Cảm ơn nha. Sao ai có đánh đập anh không hả? Cái gì? Đánh đập tôi à? À mà gấu hả? Ngươi không dám đâu. Ừ, có nói láo không vậy? Tụi cảnh sát à, nó dữ lắm đó. Dữ? Dám đụng nó cầm lông tao, đánh trẻ mặt nó bây giờ cho dữ hả? Không sao, đi, đi chơi đi. Mình đi hưởng đi nha. Xếp Lý. Biểu Lý. Xếp Lý à, tôi biểu họ chơi xe, họ kêu tôi biên phạt cho họ. Thứ đồ bỏ này nói nhiều làm gì hả? Bye bye nha. Bye bye, bye bye sir. Dạ, tôi sợ lắm đó, sợ lắm đó hả? Không có tiền gì cũng không xui đó hả? Yên chí đi, hả? Lên xe. Ờ, bể đậu tôi rồi nè, bạn hả? Mấy người có sao không hả? Có sao cái gì chứ, gần mất mạng rồi nè, còn hỏi có sao không hả? Cái đậu có te hết rồi đó. Trời ơi, lái xe kiểu này hả, giết người cũng có nghĩa hơn nữa đó anh hai à. Bằng lái chưa đầy một tháng cầm xe chạy rồi. Cảnh sát phụ chết hết rồi sao chứ? Kêu cảnh sát đi. Tập chút xíu thì đâu có làm phiền phức cảnh sát chứ. Phiền phức cái gì? Mấy ông nội này. Xếp Lý. Sao đúng lúc quá vậy? Thế nào? Sao mà siêng năng vậy? Canh chừng xe cho Remy à? Đúng vậy. Tôi thấy cái vụ chở xe học trò chắc chắn là do cái thằng kia mất dạy gây ra. Cái thằng trước gán cho nó thôi. Càng một nỗi là mình không đủ chứng cứ thưa nó. Tôi đã hỏi qua tổ tai nạn xe cộ rồi. Cái thằng Billy Quỳnh năm ngoái đã bị treo bằng lái. Có một chiếc xe dưới tên và nó đã khai mất. Nghi ngờ có liên quan tới một vụ cán chết người. Tôi nghĩ là chiếc xe đó bị tháo ra và không biết chở đi đâu. Cái thứ người này mà lái xe ở ngoài đường y như là cầm một trái bom nổ vậy, không biết lúc nào là nổ. Nếu chính mắt tôi thấy được nó đua xe, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Nó mong sao cho anh chạy theo nó, coi như là đua với anh đó. Anh biết không, xe của nó từ lúc đề máy cho tới chạy 100 cây số chỉ 6 giây thôi. Còn xe mô tô của mình chưa sang tới số 2 nữa, làm sao mà rượt chứ. Nếu không bắt nó được tại chỗ thì sau này cũng bị nó tránh khỏi thôi. Luật pháp thì lúc nào cũng có chỗ hở, huống hồ gì nó cố tình phạm pháp chứ. Bây giờ mình gom lại tất cả tài liệu của nó, làm báo cáo trình lên cấp trên, thành lập một tổ chuyên môn hầu hạ nó còn hơn. Mấy cái thằng nhỏ bị nó báo hại quá đi. Khi nào tôi làm cả đêm tôi sẽ dàn trận bắt nó. Dàn trận cũng phải cẩn thận. Thứ hai người này không phải người đâu, chưa chắc nó chịu ngừng xe. Đi chỗ khác tuần đi, giờ này chưa chắc nó thức dậy đâu. Thứ người này để trời đánh mới được. Ngừng xe. Xếp bà, xếp giỡn cái gì vậy chứ?